cho tạo ra làm web để tạo ra cái mình này, giao gì đó này, giao gì này nó trùng tên này. Phương phải đặt theo cái quy tắc, hình thì phải tách ra hình, mây thì phải cho một đề đúng không, hai là CSS thì phải có CSS, Java series thì ra là định VM, mà tập tin em đang làm đó là tập tin đang làm ở chỗ này, đó là tập tin đen, em thắt tim em, thắt tim em được chưa? Và đối với giao diện thì ta phải tạo ra một cái tập tin CSS style này, ok, tập tin liên quan đến nó, rồi ok, đây ta sẽ mở lên và add cái rô danh vào, không, và ta làm việc này, đây thì không cần nhớ, giao diện email nào đây, yeah. Thế thì ở đây là tên là gì đây? Health Tam cũng gì đó, ok ha. Là tiêu này, và CSS thì gọi bằng cái này. Tên CSS này, tên này, ok. Rồi ta làm cái chỗ này là một cuộc đấy ha. Cuộc vậy thuộc lòng, cái cấu trúc này, nó là như là đây thì cũng có thể nói là ta cùng với cái thẻ HTML5 session này. Yeah, và ta cần định danh cho nó, nghe ha, cho nó về để định danh ở đây là tốt gì, tốt ba ha, chưa, định danh hai là không mấy định danh, đây, quay lại định danh thứ nhất, cái này, hai là cái này đầu tiên gọi là header đúng không, đây cái này là header, ok, và thứ ba là main gì, tên. À, thứ tư là footer, à, thứ cuối cùng là gì? Trong video này, đúng không? Và khi làm, ta nên ghi chú từ chỗ này đến chỗ này thì ghi thẻ, thẻ session này là thẻ session của thằng gì? Cộng 3 cộng 3, thế thì ta nên ghi chú được nó và kết thúc của nó là đây, kết thúc đây là head, kết thúc đây là cuối. Cái này ghi chú thôi nha, không có ý nghĩa gì hết đúng không? Ghi chú để sau này ta muốn xử lý ta cắt cái gì đó về. Rồi và tạm thời thấy cái gò trừ đài vào đây đúng không? Đây, ta chỉ thử. Rồi cái chỉ thử này lên. Em thấy nó có một cái đặc điểm là những cái chữ này hiện tại đang nằm mà nó không có sáng bên trái, nhưng mà trên như vậy ta sẽ mở cái file CSS ra, bắt đầu định CSS học CSS. Thế thì ta sẽ định cho định thẻ body. Nguyên nhân tại sao cái thẻ đây là định cho thẻ, cây này là định cho cành lá đúng không, đây là định cho thẻ, nó là định lại cái thẻ body này. Body này thầy sẽ cho mắt kim không, không thì cái này nó sẽ đẩy về, mục đích của nó là đẩy về để tránh phần hợp rồi. Rồi thế thì giờ ta phải nhìn về cái phần phần này, ta có phần thứ nhất là phần này đây này, ok, phần này là gì, cái này ta dùng cái trừ để định nghĩa nó rồi, nó thuộc ba. Ok, nó là cái lát. Cái lát là gì? Sao? Ok. Và ta nên cái này ta nên để min 2. Tại sao để min 2? Min có nghĩa là nhỏ nhất nó từng đó, còn nó cao hơn, dài hơn, xuống. Nó thể dài hơn. Ví dụ là đây là 30 pixel. Background. Background. Và đây là màu đơn sắc, đúng không? Màu đơn sắc, nếu như mà em muốn lấy màu phù thể nó giống của thằng này, thì ta dùng công cụ và ta lấy màu thế này. Ok. Lấy màu. Vùng tốt 3 này, màu nó là cái này, nó độ cao là 40 này,
line 240 ta cho nó gì. Rồi, thế thì ta cho cái này 40 đi. Đây ha. Nó là mình input cái này, ok. Rồi ta chỉ lại, ta chỉ lại. Đây chỉ lại. Ta có được cái này 40. Nhưng nó lại có cái trừ này, nó không có căn dừa. Trừ này không có căn dừa, thế thì ta sẽ tư duy đến cái chuyện nó căn dừa. Thế thì để căn dừa, dừa của cái thằng này thôi. Thì ta dùng 2 line 2. Lai 2 là chiều cao của cái hàng. Rồi ta cho nó 40. 40 chiều cao của hàng 40. Và cái này cũng là cao 40. Thì hiện như là nó dừa là phần thứ 2 là hình này. Ta không biết nền nó màu gì hết. Thì cách tốt nhất ta cho nó màu trắng. Đây thì màu trắng, thì thằng này là tên của nó là gì? Ta sẽ định từ từ, ok ha, này là màu trắng. Và đây ta sẽ định cho nó màu trắng và để là pin 2. Có những thằng không để dù cao, có những thằng để dù cao. Như thằng này là 60 cell đi, pin 2 là nhỏ nhất thôi. Chưa, background, background white, white là màu trắng ha. Rồi cái chuyện này nó là màu trắng. Nhưng khi màu trắng thì ta chạy đến đây nó cũng màu trắng, nó mới thể hiện. Nhưng nó thể hiện được cái phần trừ nên nó tụt xuống thôi. Nếu như em thấy 60 nó thấp quá thì có thể tăng lên là 90 đó nha. Ví dụ như thế, okay. Vậy là ta phải có được hai cái vùng này rồi, đúng không? Hai cái vùng, ok. Rồi, thì vùng này không có thể phân tích là vùng này xuống đây, đúng không? Giờ ta đi xuống vùng dưới này. Giờ vùng này có thể gọi là thằng quốc tờ, đúng không? Tờ. Có phải tạm thời cái main này thì cho là quốc tờ. Quốc tờ. Thế thế thì ví dụ đây quốc tờ đây cũng có những cái định dạng tương tự như thằng này thôi. Nó cũng là màu trắng, đúng không? À, thì cho nó khoảng 120 đi. Ok. Và cuối cùng là copy ra. Đây. Đây này là màu đen, còn vùng này bỏ đi nhé. Vùng liên quan vùng này là màu đen, đây thì ta có được nó là vùng đen, đúng không? Vùng đen đó là vùng đen, đen hơn hay đen xám gì đó. Copy ra này. 2B ha. Vậy ta sẽ định cho vùng chơi. Và vùng này thì không để độ cao, cao mà nó là mạng nó là 2B gì á, đúng không? Không để độ cao. À, tại sao để độ cao? Thì đây thì chỉ cần bắt đinh ở trên, như ở dưới, bắt đinh tốt ở trên dưới, do vậy trên dưới thời điểm 20 trái phải thì để không. Dạ, nó mang tâm tay phải ra được khi đó kỹ thuật này nó sẽ nằm ra, trừ nó sẽ nằm dưới. Dạ, nhưng mà hình như hơi lỗ rồi đấy. À, và tôi này nhé, có bí gì? Này, có bí ra thì chưa làm mà nó đang bí gì rồi. Nó cần sửa. Rồi, tiếp tục ta bàn đến chuyện trừ sao ha. Rồi, do vậy ta được định được mấy vùng rồi, đúng không? Vùng này là vùng mềm, làm với vùng đỉnh, đỉnh cho nó một cái vùng. Khi làm thì ta theo thứ tự, thứ tự từ trên hình giới, và đây là mềm vực đen, đúng không? Làm thời thời gian đặt cho nó bạch ra led rồi, để ta phân biệt các vùng thôi nhé. Kiểu để phân biệt các vùng mới gì đó. Rồi ta sẽ bàn đến việc thứ hai, bây giờ ta sẽ làm chia cây này ra làm mấy cột. Và đây thầy sẽ chia ra làm 3 cầu, đúng không? Nhưng trước khi 3 cầu thì thầy sẽ cho nội dung dừa vào, đúng chưa? Thế thì thầy sẽ định ra một cái chung, như là cái này là cái riêng ra nhé. Nhưng mà cái chung thì thầy để trên này, đúng chưa? Cái chung đó thầy định có tên là container. Không có khói cho em là cái này để sau này dùng bút cháp để em hiểu. Liner và dùng white là gì? White ta không nên dùng chữ white, là ta nên dùng chữ mắt qua, chưa? Mắt qua. Và tại sao là chọn 120 thì 200 nguyên nhân như thế nào đó, đúng không?
mắt kim gì, mắt kim đứng, mắt kim auto, mắt kim led, kim led auto bên trái, và mắt kim right auto. Auto là nó canh giữ, okay. Và ta sẽ dùng cái chữ này ha. Ta ghi đầu như gì đấy, vô đây ha. Thứ ha. Thực chất thầy giờ cho nó màu luôn nha, em thấy được vấn đề nhé. Cây này nhớ là chỉ cây này chỉ mang tính đọc test này, mang rong luôn. Test thôi, cái này test thôi. Do vậy đơn vị của mình là 1.200 là rồng. Nhớ nha, 1.200. Thế thì giờ trong cái thằng top 3 này, trong cái thằng top 3 này, ta sẽ nói rõ hơn đi. Top 3 chấm. Ở bên này là welcome. Thế thì nếu ghi thế này thì trong bài của mình có thể có nhiều chỗ welcome. Nhưng welcome này là welcome của thằng top 3. Thế bên này welcome của thằng top 3. À, theo welcome của thằng top 3 thì thầy đề là đồ rộng. Why? Why? Đấy à. Cái này là 1.200, cái này là gì? 600 đi nhá. Và nếu chúng ta để 600 thôi thì tạm thời cái màu mà màu này container đó thì định định cho background red. Được chưa? Và đây thì có một cái mục sở ở đây, khi được thằng này là đến đây rồi đúng không, một nội là đến đây, sở chọn nội đi, chọn thiếu đi nha, rồi còn lại là thằng sở là thằng gì đó đúng không. Sao vậy, giờ thầy sẽ có một thằng liên quan đến tìm kiếm. Ok. Đúng không? À, thầy cũng để đồ rộng và tạm thầy tìm cho nó một cái màu đi. Ok ha. Và ha. Và cái này, ví dụ cái này còn là 600. 600 thì thầy cho nó là 400. Thế thì thầy còn lại là 200. Đúng không? Thầy còn lại là 200. Thế thì thầy copy cái này luôn ha. Để cho còn lại, còn lại là gì đây, chữ của nó mang tính là tài khoản account nha, account tài khoản. Ok, thì còn lại là 200. Các bạn tổng ở đây thì em tổng lại nó là 12 là đây là bật lưu là đi. Ok, và chạy lên. À, đây là cái ta đi thêm. Cây này nó có độ rộng mà không có chiều cao, mà ta không chặt quan tâm chiều cao, được chưa? Thế thì tạm thời ta ghi trừ vào đi. À, này chưa làm nữa. À, thế thì ta phải đứt đỉnh ra là gì? Và bên bên kia là welcome đúng không? Welcome, được chưa? À, welcome. Thấy một vấn đề đó là nó bay nhưng thấy không nằm trên hàng đúng không? Do vậy hôm nay thầy nói là kỹ thuật mà ra hàng của mình là kỹ thuật phản loạn đúng không? Phản loạn này, thầy phản loạn cái này trước đi nhé. Bên này là led, ok, bên này là led, giờ chạy chạy cái này là gì? Không có đúng không? Không được luôn đúng không? Ở đây, à, khi không được thì có thể có nguyên nhân này, nó là cái này nha. Cái này của mình nó dính cái phần loát led chưa? Đây cái thằng nào? Đúng mà, welcome đây, có rồi đúng không? Có mà không được, thế thì ta phải lôi thằng này xuống tiếp. Đây, giờ bắt đầu thằng này để mình được. Rồi, nhưng tiếp tục ta lại bôi thằng này. À, thế thì thằng này right được không? Right được không? Nó còn left và right.
right có nghĩa là nó sẽ bám bên trái của thằng này. Còn cái thằng này là bên left mà nó đứng đầu tiên thì nó là bên left rồi, đúng không? Do vậy khi ta làm left đầu tiên nó không có tác dụng. À, nhưng để tránh trường hợp là nó dính những cái gì nó đằng sau, do vậy ta sẽ ngăn mỗi cái vùng này lại, dùng kỹ thuật cần đi. Kỹ thuật cà lê ở thế thì tính hay để định ra một cái chung luôn. Trong bún chám nó cũng có, nó có sẵn đó là cà lê fit nha. Yeah. Cà lê fit này phải dùng chữ cà lê. Cà lê mà hai bên luôn. Vâng. Thế thì cà lê này được dùng ở đâu? Được dùng ở trong thằng này. Thế thì để nó mày luôn, kìa. Đây rồi. Thằng nào để luôn. Có nghĩa là nếu như sau này mà giới này mà sai, nó có thể dính bị flat left của thằng này hoặc flat right của thằng này. Đâu vậy, flat right là flat right trong nhóm này thôi. Xuống bên này nó dính dáng gì nữa hết. Kìa, đâu vậy. Đưa cái này vào. Đưa cái này vào cho một vùng của cái này. Cái này có nghĩa là cái thằng này chẳng dính dáng như nhau hết. Xuống đây là một khối, hoặc thằng này là một khối. Còn nếu như thế thì nó có thể bị dính, có thể bị dính thôi. Do vậy đó, nó chưa gặp tâm thầy làm thì nó an toàn hết. Đó. Vậy giờ chia ra ba cái chưa? Rồi ba cái rồi. Thế thì cái màu đó ta để cho test đấy nhá. Tí nữa khi làm xong ta xóa được chưa? Màu này, màu này thầy làm. Đây, nha. Cứ để thế để ta test thôi. Để ta test thôi nhé. Để ta test thôi. Rồi giờ tiếp tục. Xong cái kia này em khoan làm nội dung bên trong. Rồi em tiếp tục em làm cái thứ hai này. Cái này ta lại cũng chia ra làm 3. 1, 2, 3. Và ta nên dựa theo cấu trúc của nó ha. Rồi đây ta sẽ làm. Rồi cái này cũng tờ tờ như thằng đó đúng không? Cái này cũng tờ tờ như thằng này cũng chia 3. À, cái này là cùng một container đấy, thọt tinh dừa đúng không? Đấy, nó là thọt tinh dừa đấy. Ồ, xong rồi. À, cái thằng nghiên là của cái thằng nghiên top 3. Xe kia này là cái thằng này đang là mình định cho thằng top 3. Chứ còn mình đâu có định cho cái thằng header đâu đúng không? Do vậy nếu như bài này mà em xóa cái này đi là 3 thằng gia dùng được giống nhau. Đúng chưa? Nhưng ta không nên dùng như thế. Ok ha. Bây giờ ta sẽ dựa vào thằng thay này. Ta sẽ định cái thứ nhất. Thứ nhất bên trái là logo đúng không? Logo. Thế thì thứ nhất là logo, cái copy bên trái này. Cái thứ hai là menu và cái thứ ba là gì đó, rõ hàng, get đúng không? Get này. Và đây là menu. Menu, cái này. Đó, ta có 3 cái. Ở đây. Logo, bên menu. Thế thì ta sẽ có 3 vùng như thế, ta sẽ định 3 cái. Rồi, ta sẽ chia cái này lại. Cái này là logo. Logo. À, logo. À, để cho nó tiền nhé, thì ta nên ở chỗ này đi từ welcome. Cái này là tìm kiếm. Thực tế nói để mang tính gợi nhớ thôi, như là tài khoản. Cái này là logo, logo thì mình ghi chữ logo ha. Cái này là main menu. Cái này đưa vào main menu. Và chỗ này là still, chỗ này là cast. Đó, nó vậy chỉ có như thế. Ta chạy lên ra thế này. Đúng không? Rồi, giờ ta sẽ định set hết cái 3 thằng này. Thế thì cách định giống như 3 thằng kia. Đây. Bước đầu tiên ta cũng vậy. Coi độ rộng của nó bao nhiêu, thế thì ta giờ quay lại quay đây ha ha. Rồi độ rộng của nó ví dụ đây là ta cho 300 xem, tất nhiên là bao nhiêu đó thì ta sẽ dựa vào thiết kế để mà làm. Ví dụ thằng này nó khi này là 600 đến đây, à, 300 đến đây đúng không? 300 à, 300 một thằng này 300 đi, thế còn lại thằng này 600 đúng không? Thế thì ta sẽ thằng này 300, thằng dưới này là 3, 600 đúng không?
Thông thông thường là 3 tầng. Ok ha. Và ta sử dụng kỹ thuật loạt lét hết đi được. Trường hợp mà có hở, ví dụ cái thằng này 300, thằng này 508, thằng này 300 thì nó có một hở hở 2. Hở 2 thì nó sẽ dẫn đến việc gì? Có vấn đề. Đây thầy làm hở 2 nha. Đây 500 đi. Được chưa? Và loạt lét. Rồi, thằng này thầy một lét luôn nè. Rồi, thằng này thằng lép luôn này. Ok, 3 thằng lép này. Và một thằng thầy cho một cái màu khác nhau này. Thằng này thầy cho blue. Yeah. Thằng này thầy cho green. Green. Yellow. Thằng này thầy cho lục. Pink gì đó. Ok ha. Ok rồi. Thằng thầy có một cái khung khẩu. Thế thì người ta lại muốn là à cái thằng này nếu như hở thằng này nên dồn về cuối. Về cuối thế thì ta có thể bút thằng này là gì? Thằng cuối cùng á. Loạt dài. Loạt dài có nghĩa là cho nó bán. Thế thì dừa, ở dừa sẽ hở. Còn trường hợp mà nó bằng nhau hết thì lép với dài với nhau. Đúng không? Đó, ví dụ trường hợp này. Em cái này là 600. 600, okay, 600 tổng nó là fit luôn rồi, nó có thể chi tí gì hết. Do vậy giờ left right như nhau. Nó fit fit. Rồi phần bên nó làm sao, được chưa? Như này nói là phần bên nó làm sao ta làm phần cuối này. Phần cuối này thì ta lại tư duy là 1 cột, 2 cột, 3 cột, 4 cột, 5 cột. Và như nó 5 cột. Ta học cách chia cột thì kênh nhé. Rồi, phần này 5 cột thì ta sẽ bút vào. Copy cái này xuống ngay. Cho nó nhanh nhé. Thế nha, xuống cho cái thằng này. Đúng nhỉ? Ok, và nó 5 cột. Bây giờ cho nó 5 cột. 5 cột. 4, 5, 5 cột. Được không? Và đây là gì? Nó sẽ là và năm cột này hiện tại nó dính cái CSS của thằng này là footer giống như thế này, đúng nha. Thế thì ta sẽ định cái tên là gì, tên có nghề chút xíu nhé, liên hệ quan sát chính sách thông tin xuyên trận gì đó thôi, hay là nếu mà không nữa thì ta có thể đặt cột 1, cột 2, cột 3, cột 4, cột 5, nghĩa là mang tính gợi nhớ thì tốt hơn. À, như thế đó ta thử đặt cột cái footer 1, cái này là footer ở dưới. 2 2 2 ok ha. Nếu như mà ta lấy footer 1 hết có được không? Hay là mỗi cái bị định một footer? Này cho ta được định nha, một footer. Này, trong trong footer này đúng không? Nó lại có gì? Footer 1 đúng không? Footer 1 và tạm thời thay đổi, ví dụ thay đổi đường Y 200 và loạn đẹp và thay background và lưu đi nhiều thôi. Và ta sẽ thấy một vấn đề đây là cái hình này nó nằm trong cái nhau hết, tại vì nó cùng một bình trang đó, đúng không? À, nhưng khi nào ta lại chia theo cái kiểu là khác nhau, còn khi nào ta chia giống nhau, khác nhau là khi cái thằng này rộng hơn thằng này nhỏ, thằng này nhỏ hơn thằng rộng hơn đấy. Nhưng chẳng thì trong bài này á mà nó cột nó bằng nhau hết thì ta lại tư duy đến à bài của mình là 1200 bây giờ chia cho 4 thì nó sẽ ra là 300 đúng không? Thế 300 mình ném vào đây ổn chưa? Nếu chia đều đúng không? Thế thì ở đây 300. Thế thì nhất không nhất thiết phải gì? Chia ra nhiều cột. Đối với cùng cột thì ta sẽ chia giống nhau. Vào đây, chúng ta trở lại đây. Ồ, sai này. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5 mà. Đâu phải 4 đâu.
này của mình là 5 mà. Mà bài này là mấy? 1, 2, 3, 4. Em này, tôi không này. Nó bày xong mấy cái cột này nó mà tư duy lại cái này nha. 5, 4. Rồi giờ ta được đặt ra vấn đề là nếu mà nó 5 mà kia là ví dụ như cho là chia 1200 đúng không? Mà em chia cho 5 nó ra một cái số 24, 204, 100. Được là 254. Lên 120 hay 1200 thì như nhau chia cho 4. Nó ở trong cái chữ giấy này á thì không cần để trong container được. Mục đích của mình là cho nó cân dừa hay là cân trái. Nếu như cân dừa như thằng này cân dừa rồi thì ta phải cho nó cân dừa như thằng này là test align center rồi. Test align center. Được chưa? Và ta nên cho là màu chữ thì nó là white. Nó là màu nền, màu đen thì chuyển màu trắng. Màu trắng như thế nào đó thì ta phải chuyển màu đen sau. Test Align Center, nó chưa Center luôn. Center. À đây thì ghi chữ thiết kế thì đang có 2 đó. Nhưng nếu như mà nó là nó tọt cái chính dừa thì thôi thì ta để cái này có ảnh hưởng gì đâu, đúng không? Đây, cái này là nó chảy rồi đúng không? Thì làm lại nó không có ảnh hưởng gì đâu, đâu vẫn cái dừa nó vẫn tọt nữa. Nhưng sau này nếu có thằng nào mà đôi dừa liều vào ở đằng này cánh trái thì nó không bao giờ đẩy nó cái này nó làm tọt cái dừa này. Nên cái thằng nội dung này cũng cân dừa thì ta nên cho nó là gì? Container vào đây đúng không? Đúng rồi. Là nội dung của website. Ở đây gọi là kỹ thuật phân trang đúng không? Làm sao? Bây giờ bắt đầu đi làm mịn thôi. Làm mịn thì tâm từ từ kiến thức cùng từ từ thôi. Đây. Quéo cắm này thì là trừ màu hay là màu gì một là tao có thể định màu cho thằng này như ta nên định màu cho thằng quéo cắm này thì thằng quéo cắm cái này có gì hai quéo cắm ba quéo cắm đấy có gì có hai đúng không? Và cái này mình dùng để test thôi, test xong rồi thì bỏ đi. Chạy ra là welcome đấy. Thằng này bỏ luôn, thằng này là search đi. Thằng này bỏ luôn đúng không? Cái trừ của nó là nó không có trừ, nó lại có một cái inform. Form thì đây ta giúp cho thầy cái này thôi. Form thì ta lại đúng cái kiến thức form. Cái chữ welcome nó viết lại cái tiếng Việt hoa nhé. Lấy nếu như mà để như này nó có gì thì ta phải để xuống như này để ta dạy quản lý cho này là nó có nhiều thứ gì đó trong nó chưa rồi là xong một cái thằng hai ai đó thằng mày không có gì như ra ở đây ta sẽ định ra một cái gì là ở đây ta cùng con ha tìm kiếm là con không form thì đây ta phải đưa cái thẻ input thêm gì đó ba gì đó nha em thầy cơ bản em chỉ chuyển là làm đẹp nó thầy dụ bản em chỉ chuyển đi rồi đây kiểu là trực tế ra được cái chữ không tính và kế bên thì có nút tìm kiếm, nút tìm kiếm là tìm tâm như đó.
là kiểu là gì? Sút mic. Cái này nó có cái nút. Có máy thì có sáng. Dạ, rồi xong hôm nay làm sao đây làm thế nào mà nó quay về được dàn máy hay là định cái này hay là bỏ cái này, bỏ cái nút đi thiết lập cái này. Đó, tiếp tục cái chữ tài khoản này thì phần tiền hơi chuột ta cho bàn sau. Ta chỉ đưa chữ tài khoản thôi. Tài khoản thì ta chỉ đưa chữ tài khoản thôi. Tài khoản. Thầy kể. Thầy trả bàn đi cho em một vấn đề nữa. Đó là cái nút, cái hình này. Hình này đã không có gì khó hết. Đây. Lên ra thì chúng ta phong quan này. Đây, nhìn này. Cái hát. Phong quan. Quá bé luôn. Rồi, đến đây download ra về. Download phiên bản này. Không quan viên. Download thì bạn được tí về trong mỗi lần tạo được cái khác nhau. Đau về thằng nào có phí về sai nha. Tại vì thằng này nó có bạn, bạn có phí và bạn cũng có phí. Đi đi. Đau anh em về đi. Đây, ví dụ như vậy, thằng này nó yêu cầu là đau anh em về. Thì là đau anh em về. Mà thường nó sẽ có một thường là nó có một số thứ đó. Ta nên lấy về online, offline. Nha. Yeah. Kèm okay, cho bạn cái này nhúng xong ha. Để nó ra cái hình giống như cái phía thằng này. Như trên đó. Tài khoản hiện tại nó đâu chưa có gì, nó chưa xóa cái gì. Để tiếp tục đưa logo thì tạm thời ta phải lấy logo thằng này. Đúng không? Logo. Và logo thì ta phải lấy đúng cái tên của nó luôn. Đưa vào đây logo. Ở trên logo thì chúng ta thẻ đi. Học logo viết đi nữa không? Đây. Đây chạy lại và logo hiện tại nó đang bị do cái logo này để tạo cái tập kỹ để nó trên được một số và logo này nó quá cao so với cái vùng cái này ta định theo một khi ta định ta nên định cao hơn thì không được. Dù giả sử logo thì ta cũng nên để cho nó hở như logo này. Đấy, thấy không? Nhỏ lại, logo nó lấy bừng nó đẹp. Bao nhiêu là nó đẹp không? Nó có thể tiếp nhận nó. Chà, khó nhất của website đó là làm menu. Chà. Thế thì menu thì là cái cấu trúc của chuẩn của menu đó là gì? Như là... Đây. Đây thì nhân lên mấy cái cục bi đi. Thầy làm cho em lên 2 cấp.
bên hai cặp thì cặp thứ hai nằm ở chỗ này. Dạ. Như là đây là có cặp thứ hai đây. Đây copy cái này đi. Đây cho thiết lập link nhé. Để link đóng như để sản phẩm một rồi ngày mai. Khi mà làm cái ông đưa vui rồi giờ đưa như này, thì giờ cái logo của nó thế này rồi. Tất nhiên làm cũng được đẹp giống như nó, là mỹ xem nó còn làm được như thế này đây được đó. Sầu chúng tôi sầu tùy ý như nó. Thì giờ thầy đã dựa vào cái này nha, dựa vào cái từ này thầy định dạng. Ok, menu đó là thầy đã dựa vào cái này. UL thầy định nghề được. UL là cái thằng thẻ này. Thầy sẽ tăng bằng cái thẻ này. Thẻ này. Trong này mà có UL là thầy tác động hết. Mà tác động đó là tác động cái gì? Thứ nhất là thầy sẽ cho nó không có bắt đinh mắc kinh gì hết. Thầy để đây thầy sẽ bắt đinh mắc không. Mắc kinh không. Và lại mắc kinh và bắt đinh nó ra cái gì á. Thứ hai ta sẽ định cấp thứ hai đó là cái này. Này thầy đã định tác động những cái này trong UL này, định đùng đến tất cả các cái LI. ULLI, cái này ULLI. Thầy đâu có nói cấp gì đó, thầy chỉ có nói ULLI ra đây là LI. Thầy sẽ display. Display. Inline. Hoặc là Deep style. Deep style. Nên có nghĩa là không có dấu chấm kiểu đó. Nó là một cái dạng bình thường, không có dấu chấm bình thường. Rồi thầy sẽ định thằng này deep lay inline block đấy. Inline là tên mình dòng mà nó là một cái đối tượng cụ thể, bỏ cái này có thể đúng không? À thế thì đã dùng cái lệnh này thì không cần lệnh deep style inline cho nhau đó là tên không. Nhưng giờ thầy muốn là cây nào cấp 1 thì hiện ra thì cấp 1 hiện ra. Do vậy thầy muốn là cấp UL LI mà có UL, cấp UL LI có UL. Nói rõ vậy nha, đây là trong UL. Trong UL có LI lại có gì? UL. Thì thằng UL mà thầy đang đụng đến đó là thằng thầy display. Display cho nó dặn nên. Nên có nghĩa là không cho nó hiện ra. Đó. Thế thì trước tiên ta phải định cái này cho nó đẹp cái đó. Thì đẹp dù như kiểu là menu này. Menu này, menu đây, ok, rồi, đến đó trước rồi nhé, làm đến đó trước rồi nhé, nhiều quá về menu, kỳ thực là menu nói không, bây giờ làm đến đó nó nhiều quá.